rồi nợ con rồi hả? Rồi vậy mẹ lột trứng cút đây. Ăn trứng cút không? Hả? Dặn vừa vừa thôi, dặn nhiều quá nó gãi đó. Ăn trứng không? Hả, ăn trứng không nè? Đừng dễ không hà chứ. Dễ mà em tập đi. Dễ em tập á, đúng rồi. Góc này đi, về góc này con chim nha. Để chim cho Sơ Hà nha, bên này dạy chim nè. Ô con cá. Ô con cá rồi. Con mắt nó nè. Con cá. Hả, con cá rồi. Đưa con chim. Cái cánh con chim. Chim bye bye. Không biết bay hơn nữa. Không biết bay hơn nữa. Đó, cái cánh con chim. Cái cánh con chim, đó ngồi. Con chim ơi. Chim đó. Để Sơn Hà dễ đi. Nha.